Chào anh. Chào em. Dạ. Theo em được biết là năm nay ngày 17 tháng 2 là tổ chức sự kiện 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm toàn tuyến biên giới Việt Nam. Thì em cũng được biết là anh là nhiều năm là trợ lý phục vụ cho Đại tướng Lê Đức Anh, trước là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì theo anh là những cái điểm quan trọng nhất của sự kiện đó là gì? Xin anh nói cho cộng đồng biết. Xin cảm ơn câu hỏi rất là có ý nghĩa của em. Năm nay đúng ngày 17 tháng 2, 2019 là tròn 40 năm ngày xảy ra một cái sự kiện mà cả thế giới bất ngờ và rùng rợn, là Trung Quốc cho quân đội vũ khí nổ súng xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Tại sao như vậy? Nếu như một đế quốc bình thường mà xâm lược thì người ta không ngạc nhiên lắm. Nhưng một người bao nhiêu năm gọi là một người anh lớn của Việt Nam đã từng giúp đỡ rất là lớn, viện trợ rất là to lớn, có hiệu quả cho Việt Nam đánh thắng thực dân Pháp 9 năm, rồi phục vụ giúp đỡ tài trợ cho Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ 21 năm, hoàn thành cái sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mà ngay sau đó, chưa đầy thời gian rất là ngắn đã quay lại đánh Việt Nam, tức là đánh người em của mình mà mình đã giúp đỡ. Thế giới ngạc nhiên, và ngay trong nhân dân Việt Nam cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao. Lúc đó Đặng Tiểu Bình thì tuyên bố một câu rất xanh rờn và rất ngạo mạn là dạy cho Việt Nam một bài học. Thì cái bài học gì? Tới nữa, cái đoạn cuối tôi sẽ nói. Cái này là Trung Quốc rút ra bài học hay là bài học của Việt Nam? Nhưng bây giờ em hỏi anh về nguyên nhân cơ bản nhất của sự kiện này thì hôm nay anh được phép của Đại tướng Lê Đức Anh công bố một sự thật của nguyên nhân mà từ trước nay chưa hề công bố. Đấy. Như thế nào? Đó là Trung Quốc thực hiện thỏa thuận 5 điểm đối với Mỹ. Nội dung thỏa thuận tí nữa anh sẽ đọc cho em biết. Nhưng mà vì sao có cái cuộc thỏa thuận này thì ta phải hiểu nguồn gốc của vấn đề nhé. Mỹ suốt thế kỷ 20 là một cường quốc số 1 thế giới. Về quân sự cũng là đứng số 1 thế giới. Đối đầu trực tiếp với Việt Nam 21 năm. Thế mà lại cuối cùng là thua Việt Nam, một cái nước nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu, cũng bậc nhất nhì thế giới. Cho nên Mỹ rất cay chúng ta, và thế giới không bao giờ quên cái sự kiện sáng 30 tháng 4 năm 1975, khi 5 mũi tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam và cuộc nổi dậy của nhân dân của Sài Gòn, Gia Định và các thành phố lớn đã bùng lên. Lúc đó đại sứ Martin với cấp và những người thuộc quyền với cấp vali vội vàng lên nóc tòa đại sứ, nhảy lên trực thăng bay ra tàu thủy ở phao số 0, di tản, một cuộc di tản vô cùng nhục nhã đối với một nước lớn. Cho nên Mỹ rất cay cú, chưa bao giờ thua một cái nước nhỏ một cách nhục nhã như thế này. Mà cay cú thì phải bộc lộ cái cay cú của mình. Đấy là một nguyên nhân gọi là rõ nhất. Còn nguyên nhân thứ hai, tại sao Mỹ với Trung Quốc lại kết hợp với nhau để chơi xấu Việt Nam? Trung Quốc giúp ta đánh Pháp, giúp ta đánh Mỹ, nhưng Trung Quốc hy vọng rằng kết thúc chiến tranh Việt Nam sẽ có một cái hiệp định quốc tế như là kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Quốc sẽ có một cái phần quyền lợi. Đó. Nhưng mà cái giai đoạn đầu năm 1975 ta làm cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở cái thế thượng phong. Lúc đó Mỹ sau Hiệp định Paris đã rút hoàn toàn rồi. Mặc dù viện trợ tối đa cho quân Ngụy, nhưng quân Ngụy với sức chống đỡ yếu ớt. Và cái giây phút cuối cùng là Mỹ tỏ rõ cái sự phản bội đối với
với chính quyền và quân Ngụy Sài Gòn. Cho nên ta đánh tới và giải phóng miền Nam một cách hết sức trọn vẹn. Trung Quốc không sơ múi gì. Thì Trung Quốc cũng rất là cay. Bắt mạch được hai cái tư tưởng của chính giới Trung Quốc. Một là Trung Quốc cay cú vì cái kết thúc chiến tranh Việt Nam không như ý định của mình, không như mong mỏi của mình. Cái cay cú thứ hai của Trung Quốc là tại sao Việt Nam trước đó lại có cái ký kết hiệp định hợp tác toàn diện với Liên Xô. Cho nên biết rõ cái này và một cái bất mạch được của Kissinger và chính giới chính quyền của Mỹ là Đặng Tiểu Bình giai đoạn cuối của năm 1975 ấy là Đặng Tiểu Bình đang ở ghế cao nhất lãnh đạo của Trung Quốc, đang chuẩn bị phát động công cuộc mở cửa. Mình thì đổi mới nhưng mà Trung Quốc gọi là mở cửa. Mà mở cửa thì rất cần ngoại tệ. Cho nên lần thứ hai, theo chỉ đạo của chính giới Mỹ thì Kissinger sang lần thứ hai sang gõ cửa Bắc Kinh. Và hai bên ký kết thỏa thuận 5 điểm. Mà xảy ra từ 19 đến 23 tháng 10 năm 1975, tức là chỉ sau khi ta giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4 75 là 5 tháng, thì thể hiện rất rõ cái sự sôi sục của hai bên và gặp nhau một điểm là cả hai bên đều cay cú cái hiện tượng ta chiến thắng một cách trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đấy là nguyên nhân cơ bản nhất. Thì lần này cả ban lãnh đạo của Trung Quốc cử Chu Ân Lai trực tiếp ký với Kissinger. Kissinger lúc đó là ngoại trưởng, tức là bộ trưởng ngoại giao kiêm trợ lý an ninh của Tổng thống Mỹ. Với ở Mỹ thì cái cơ chế của nó là dưới Tổng thống là cái nhân vật này bao giờ cái quyền lực vô cùng. Thì hai bên ký kết với nhau 5 điểm để tiến hành chơi con bài chơi xấu Việt Nam. Đấy. Thì từ 19/23 đến 23 tháng 10 họ gặp nhau thỏa thuận 5 điểm. Bên Trung Quốc là Chu Ân Lai, lúc đó là thủ tướng quốc vụ viện. Còn Kissinger như tôi nói vừa rồi vừa ngoại trưởng và cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ ký với nhau. Và sau đó 3 hôm thì Đặng Tiểu Bình bay sang Washington ký bổ sung 5 điểm với chính Tổng thống Gerald Ford. Mà ta nhớ cái thời điểm đó là thời điểm là Gerald Ford là cái kết thúc chiến tranh Việt Nam, mà Gerald Ford là Tổng thống của Hoa Kỳ. Thì bây giờ xin công bố luôn cái 5 cái điểm này để mọi người biết rõ. Cái 5 điểm đầu tiên mà họ ký ở Bắc Kinh ấy. Một, Trung Quốc cho rằng sau khi miền Nam Việt Nam được giải phóng, nước Việt Nam thống nhất thì Trung Quốc bị bao vây bốn phía. Nhưng phía Bắc, phía Tây, phía Đông đối với Trung Quốc đều khó. Chỉ có phía Nam thuận lợi cho Trung Quốc phá thế bao vây. Này. Trung Quốc đã nhìn thấy là phía Nam, tức là Việt Nam rồi, để phá thế bao vây. Mỹ cho rằng nước Việt Nam đã trở thành một cường quốc khu vực cần phải ngăn chặn. Đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, phải chia 5 xẻ 7 Đông Dương làm suy yếu Việt Nam, phá ý đồ lập Liên bang Đông Dương, ngăn chặn Liên Xô nhảy vào khoảng trống giao quyền lực ở Đông Nam Á. Điểm thứ tư, phát động chống Việt Nam từ hướng Tây Nam, kết hợp chống Việt Nam từ các hướng khác. Điểm thứ năm, nếu kế hoạch này sau 18 tháng không được thực hiện thì Mỹ sẽ xem xét lại chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Đấy là 5 điểm nó ký kết ở Bắc Kinh từ 19-23 tháng 10 năm 1975. Ngay sau đó 3 ngày thì Đặng Tiểu Bình lúc đó là người đứng đầu Trung Quốc sang ký với Tổng thống Gerald Ford tại Washington.
thì 5 điểm bổ sung rõ hơn như thế này. Điểm thứ nhất, Mỹ sẽ viện trợ quân sự cho Trung Quốc trị giá 1 tỷ USD, mở ngoặc thời giá 1975, khi phát động cuộc chiến chống Việt Nam. Mà bây giờ nói theo cách dân dạ, tức là hai bên ký kết nhau như này, tức là Mỹ thuê Trung Quốc đánh Việt Nam. Mà Trung Quốc đánh Việt Nam là đánh thuê cho Mỹ. Vừa đánh thuê vừa kiếm được tỷ đô la, lúc đó đang rất quý, rất cần. Vừa là thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Đấy. Điểm thứ hai, Mỹ sẽ mở cửa thị trường và hỗ trợ kinh tế cho Trung Quốc, với điều kiện Trung Quốc phải cải cách kinh tế và nới rộng dân chủ trong các hoạt động kinh tế. Điểm thứ ba, cuộc chiến mà Trung Quốc phát động chống Việt Nam là một cuộc chiến hạn chế. Trung Quốc sẽ không được phát triển ảnh hưởng quân sự và kinh tế vượt quá vị tuyến 18 trên lãnh thổ Việt Nam. Tức là anh đánh Việt Nam, anh xâm lược thì chỉ hết đến Thanh Nghệ Tịnh thôi, không được đánh sang đất Quảng Bình. Điểm thứ tư, Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ tái lập chế độ vương quyền tại Lào và Campuchia, chấm dứt vĩnh viễn ảnh hưởng chính trị của Việt Nam tại hai quốc gia này. Khmer Nỏ được công nhận là một đảng chính trị trong cơ cấu chính trị đại nghị chế ở Campuchia. Điểm thứ năm, Mỹ công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc ảnh hưởng của Trung Quốc. Đấy là 5 điểm mà Đặng Tiểu Bình, lúc đó vừa là chủ tịch đảng, vừa là chủ tịch nước, sang ký với người cao nhất của Mỹ là Tổng thống Trump, thỏa thuận năm. Đây là nguyên nhân chí mạng, nguyên nhân cơ bản nhất để giải thích vì sao có hiện tượng Pol Pot đánh mình toàn tuyến biên giới Việt Nam và Trung Quốc đánh mình biên giới phía Bắc. Thì hôm nay tôi cũng nhân 40 năm kỷ niệm sự kiện này, tôi cũng xin thông báo với tất cả bạn đọc, và anh xin nói với em, tài liệu này đồng chí Đại tướng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã 3 lần đưa cho anh. Lần thứ nhất năm 2015, lần thứ hai năm 2016 và lần thứ ba là 2017. Bác Anh nói rằng ở bên Mỹ họ có một cái luật là sau 30 năm thì họ giải mã những cái tài liệu mật. Và sự kiện này tôi đã để thêm 10 năm nữa là 40 năm. Cho nên bây giờ có thể công bố thoải mái mà không lo họ tự ái. Mình để thêm 10 năm nữa mà phải công bố cái này. Chú là người vừa trợ lý giúp việc cho tôi nhưng vừa đồng thời là cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự, là người chép sử của nhà nước, của quân đội, thì lúc nào có điều kiện thuận lợi và đích đáng nhất thì chú phải công bố cái này để cho toàn dân biết, các thế hệ trẻ của Việt Nam biết và nhân dân thế giới, nhân dân yêu chuộng là người biết rõ được cái bản chất, nguyên nhân chính của cái sự kiện này. Thì thỏa thuận 5 điểm giữa Mỹ và Trung Quốc, đó là nguyên nhân cơ bản nhất để giải thích vì sao có cái cuộc xâm lược của quân Pol Pot toàn biên giới phía Tây Nam của nước ta và biên giới Việt Nam. Thế tại sao Trung Quốc là không thực hiện đúng như là cái thỏa thuận với nhau là có thể đánh đến hết vị tuyến 18, tức là đánh hết Thanh Hóa, Thanh Nghệ Tĩnh, mà Trung Quốc chỉ đánh toàn biên giới và chiếm và phá hoại 3 cái thị xã của 3 cái tỉnh, đúng không? Bắc Cạn, Cao Bằng, đúng không? Cao Bằng này là Lạng Sơn và là cái chỗ Quảng Ninh. Thì đến đây ông dừng lại bởi vì ông đánh đến đấy xong ông lấy tỷ đô la rồi, và mục đích của Trung Quốc là như vậy, xây tỷ đô la rồi. Thế còn dùng cái tuyến biên giới Việt Nam dùng Pol Pot đánh thì nó thực hiện triệt để. Và Mỹ nó quy định là anh chuẩn bị 17 tháng, đến tháng thứ 18 thì tiến hành cái việc này. Nếu như tháng thứ 18 mà cái giao ước này không thực hiện được thì Mỹ sẽ thay đổi, sẽ nghiên cứu và có thể thay đổi chính sách đối với Trung Quốc. Mà mình hiểu ngầm là có thể, tôi quay lưng lại với anh mà tôi chơi với Việt Nam, có thể. Cho nên đúng như là cam kết là sau 17 tháng thì đến tháng thứ 18, tức là 30 tháng 4 năm 1977, Pol Pot đã dồn toàn bộ 19 sư đoàn chủ lực áp sát biên giới Tây Nam của nước ta và sau đó bất ngờ đánh sang ta.
giết hại đồng bào ta. Lúc đó bộ đội của mình là chuyển sang làm nhiệm vụ kinh tế, cho nên nhiều đơn vị cũng không có sẵn súng đạn và bất ngờ cũng bị thương vong rất là lớn, mà nó tàn sát một cách hết sức dã man đồng bào ở toàn tuyến biên giới Tây Nam. Thì hôm nay em hỏi anh câu đó thì anh xin công bố là nguyên nhân quan trọng và cơ bản nhất của cái sự kiện đó. Nhưng nhân đây chúng ta nói đến nguyên nhân để hiểu rõ được vấn đề, nhưng mà không chỉ dừng lại ở đấy. Bây giờ sự kiện 40 năm rồi cho phép chúng ta lùi lại chiêm nghiệm một cách kỹ càng hơn, nghiên cứu một cách thấu đáo hơn, và điều quan trọng nhất là rút ra cái gì, đúng không? Rút ra điều gì cho cách công cuộc giữ nước của thế hệ hôm nay và mai sau. À, thế hệ hôm nay mai sau. Thì xin nói với em và tất cả các bạn một cái điều thế này. Đại tướng Lê Đức Anh nhiều lần ngồi tâm sự với tôi, thì đại tướng nói là cái sự kiện Campuchia là sự kiện mình phải lấy làm bài học đau đớn, bài học sâu sắc suốt đời cho các thế hệ sau là gì? Đây là một cái việc, một cái sự mất cảnh giác nghiêm trọng nhất trong lịch sử của ta. Vì sao? Vì ta giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4 năm 75, thì 17 ngày sau, tức là ngày 17 tháng 5, ta giúp bạn và cùng với bạn, mà cụ thể phần lớn là của ta, giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia. Giải phóng xong mà trước đó là ta nhớ là năm 1970 là Mỹ dùng Luân Non, đảo chính Sihanouk, và thống trị cái đất nước Campuchia dưới bàn tay điều khiển của Mỹ. Thì ta đánh ở giải phóng Campuchia cũng là đánh Mỹ như đánh Việt Nam, và đánh gục quân đội, ta làm tan rã quân đội Luân Non để giải phóng đất nước Campuchia. Giải phóng xong thì mình giao toàn bộ cho chính quyền và đảng, lúc đó gọi là mang danh là Đảng Cộng sản Campuchia, do Pol Pot làm tổng bí thư. Ta giao toàn bộ đất nước Campuchia cho đảng và cái chính quyền này, trong khi ta không hiểu gì về Pol Pot cả. Cho nên đại tướng Lê Anh nói là đúng là mình trao trứng cho ác nhá. Và sau này thể hiện là nó quay lại, nó không cảm ơn mình gì mà nó lại gây hấn, nó đánh mình nhá. Và ác nhất là mình càng bất ngờ, cả thế giới bất ngờ, Mỹ cũng bất ngờ. Cái sự kiện sau đó là Mao Trạch Đông lại gọi 5 cái người mà đứng đầu của cái Khmer Đỏ, bây giờ mới biết rõ 5 người đó đều là người gốc Hoa, người Khmer gốc Hoa, là Mao Trạch Đông gọi về Bắc Kinh và tập huấn cho làm thế nào để tạo ra một cuộc diệt chủng. Như chúng ta đã thấy, nó thực hiện cái chuyện diệt chủng rất tàn bạo thì báo chí nói nhiều lắm rồi. Bây giờ mình không nói lại để mất thời gian của mọi người nghe. Thì cái phần diệt chủng này thì Mỹ cũng bất ngờ. Mỹ chỉ cần là Trung Quốc dùng bốn bốt đánh mình thôi, nhá, chơi xấu Việt Nam thôi, để cho Việt Nam không vượt lên được sau hai cuộc chiến tranh lớn như thế. Và Việt Nam không vượt lên được thì không thể xâm nhập vào khối Đông Nam Á, và không thể trở thành cường quốc khu vực, và thỏa mãn đánh cho Việt Nam một trận để thỏa mãn cái cơn tức, cái cơn đau của Mỹ là thua nhục nhã như thế. Đấy. Thế và cái 5 điểm này là cơ bản nhất, nhưng thực ra là trong bàn luận thì 3 ngày nó bàn luận với nhau là còn những cái điểm ngoài văn bản này. Nhưng mà mình cũng biết được là Mỹ kết hợp với Trung Quốc huấn luyện, tổ chức và huấn luyện những cái toán biệt kích gián điệp lớn đưa về nội địa Việt Nam để chống phá. Nhưng mà cái này, cái lực lượng tình báo của ta rất giỏi, ta nắm biết được, cho nên về nước vừa xâm nhập vào là mình bắt gọn và mình lập tòa án, mình xử như là Hoàng Cơ Minh, đúng chưa? Lê Quốc Tí, cái chữ đó đi vào sự kiện rồi. Thì nói về cái 17 tháng 2 thì nó lại gắn với cái sự kiện là biên giới Tây Nam, gắn vào cái sự kiện 44 đánh ta.
là nó cùng một nguyên nhân. Hắn và cái sự kiện 44 đánh ta là nó cùng một nguyên nhân, là sự móc ngoặc giữa hai cái anh lớn. Cho nên đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh nói tôi bảo chú là người chép sử, lúc nào thuận lợi thì chú phải cùng với anh em làm sử là bổ sung vào lịch sử, phải chỉ rõ sau khi ta hoàn thành thắng lợi một cách vẻ vang hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc là kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc bị xâm lược, thì ta lại phải tiến hành ngay một cuộc, đây là cuộc chiến tranh Hà Nội, một cuộc chiến tranh thứ ba là cuộc giải phóng cái sự xâm lược của quân 44 ở biên giới Tây Nam, đồng thời giúp Đảng Nhân dân Cách mạng và quân đội Cách mạng Campuchia, nhân dân Campuchia đập tan cái chế độ diệt chủng của Pol Pot, giúp bạn hồi sinh một đất nước từ đổ nát tiêu điều, hồi sinh một dân tộc, cứu nguy một dân tộc, hồi sinh một đất nước. Đây là kéo dài cũng gần 10 năm như một cuộc chiến tranh mà mình hy sinh tổn thất cũng không phải là nhỏ. Trên dưới 12 vạn quân của mình sang đó làm nhiệm vụ quốc tế. Thì đây là một cuộc chiến tranh thứ ba. Bởi vì từ trước nay ta không tuyên truyền nhiều, bởi vì giai đoạn đầu thế giới không hiểu ta. Không hiểu ta cho là Việt Nam mà mang quân đội sang Campuchia như là một cái sự xâm lược. Từ lúc đầu nhiều nước không hiểu, thậm chí chửi mới quay lưng lại với Việt Nam. Đến bây giờ nhân cái sự kiện hồi tháng trước mà ta với bạn Campuchia tổ chức rất là long trọng cái 40 năm. Cái sự kiện là giải phóng biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia. Thì nhiều người và cả thế giới người ta nói là đúng là thế giới ở thế kỷ này đã nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Đặc biệt một số chính khách trước đây lớn tiếng chửi bới Việt Nam thì bây giờ mới hiểu Việt Nam. Và chúng ta nhớ rằng cuối thế kỷ 20 cuối thế kỷ 20 có hai cái sự kiện giống nhau, là hai nước mang quân đội sang hai nước khác nhưng mà lại hoàn toàn khác nhau về bản chất và sự kết thúc. Việt Nam mang quân sang Campuchia và Liên Xô mang quân sang Afghanistan. Thì cái giai đoạn cuối lúc đầu là Mỹ rất căng, mà Mỹ căng với Việt Nam thì cả cái Đông Âu, Tây Âu nó theo Mỹ, từ trước nay theo Mỹ nó cũng buộc theo Mỹ và tất cả quay lưng lại với Việt Nam, lên án Việt Nam. Ở Đông Nam Á cũng rất nhiều nước là lên án, trong đó gay gắt nhất là ông Lý Quang Diệu, thủ tướng của Singapore. Vì người ta nghĩ là mình mang quân đội sang xâm lược Campuchia, nhưng giai đoạn sau người ta mới hiểu mình sang là làm nhiệm vụ quốc, là làm nhiệm vụ quốc tế vô sản vô cùng trong sáng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và hồi sinh một đất nước từ đổ nát tiêu điều. Và mình làm với tư tưởng là giúp bạn là giúp mình, không có tơ hào, không có bộ ngực nước lớn. Cho nên giai đoạn cuối lúc đầu Mỹ đặt ra cái điều kiện là muốn phá gỡ bỏ bao vây cấm vận và lập lại bình thường Việt Nam Hoa Kỳ, thì cái điều kiện tiên quyết là phải giải quyết vấn đề ở Campuchia. Thì về sau Mỹ thấy là cái đó không đúng nữa, nhất là khi bộc lộ cái sự diệt chủng thì lúc này Mỹ không dám ủng hộ Khmer Đỏ nữa, bởi vì nếu ủng hộ cái thằng diệt chủng thì cũng ê mặt về thế giới. Cho nên Mỹ làm ngơ và lúc đó không lấy cái điều kiện giải quyết Campuchia làm điều kiện tiên quyết để cải thiện cái quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ nữa. Đấy là cái hay. Mà Mỹ lúc này lại rất cần, mà lại cảm ơn Việt Nam khi Việt Nam quyết định rút quân đội và đoàn chuyên gia khỏi đất nước Campuchia về nước trước thời hạn. Thì Mỹ rất cảm ơn Việt Nam vì đây là một cú hích rất quan trọng để Liên Xô rút quân đội khỏi Afghanistan. Đấy, cho nên cái giai đoạn cuối nó lại hay như thế. Hay như thế. Cho nên cái khả năng để phá bao vây cấm vận của Mỹ với Việt Nam và lập lại bình thường thì nó là mở ra. Cái thứ hai là quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia thì cả nhân dân và quân đội và Đảng Nhân dân Campuchia cũng bất ngờ là nghĩ là chưa rút, thấy chưa? Mình rút sớm hơn dự kiến. Nhưng mà rút đi đến đâu thì nhân dân Campuchia là dựng cổng chào, thấy chưa? Múa hát làm như một ngày hội rất lớn tiễn đưa quân đội Việt Nam và biết bao nhiêu lời cảm ơn, biết bao cái sự chia tay rất là cảm động. Và
cả thế giới ghi mãi cái hình này. Lúc đó tổng chỉ huy đoàn chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam Campuchia là đồng chí Lê Đức Anh thì đứng ở giữa. Chắc em còn nhớ cái hình ảnh đó. Còn bên này là quốc vương Siên Úc, còn bên này là vua Sãi Tết Vông. Bởi Campuchia giống Lào, người ta lấy đạo Phật từ lâu rồi là quốc đạo mà. Cho nên cái ông vua Sãi là cũng quyền lực cũng tương đương như cái ông quốc trưởng. Ông ấy quản lý và tổ chức toàn bộ cái hệ thống đạo Phật bên đấy. Thì hai ông đứng hai bên và đại tướng Lê Đức Anh đứng giữa hai ông, quàng hai vòng hoa lớn lên người đại tướng và nói những lời cảm ơn. Và Sihanouk tuyên bố với thế giới, nói một lời cảm ơn là quân đội Việt Nam là quân đội nhà Phật. Thì cái câu này nó đi vào lịch sử và nó còn giá trị. Theo như anh là người cán bộ nghiên cứu lịch sử thì câu này nó còn giá trị hơn bằng vạn, bằng triệu cái huân chương. Đấy. Thì hôm nay em hỏi về nguyên nhân cơ bản của cái sự kiện đó, anh xin công bố với mọi người mà nói rõ với em như thế, là nguyên nhân cơ bản là hai nước lớn nó cay cú cái sự giải phóng dân tộc, kết thúc chiến tranh Việt Nam, và nó gặp nhau để nó chơi con bài Việt Nam một lần nữa. Móc với nhau là gây cái chiến tranh như thế, mặc cả như thế. Và nói một cách nôm na là Trung Quốc đánh thuê cho Mỹ để nhận 1 tỷ đô la. Nhưng cả hai nước cuối cùng thất bại. Thì đây là cuộc chiến tranh thứ ba rất vẻ vang mà ta đã chiến thắng, hai ông lớn bóc với nhau để đánh lại mình, nhưng cuối cùng thất bại. Và đến bây giờ thế giới mới hiểu rõ. Và nhiều người đã nói là thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi vì trước đây hiểu sai Việt Nam. Và đặc biệt vừa rồi một số người là nói là thế từ trước đây là Mỹ đã chơi với Việt Nam từ thời Nguyễn Quyền Sài Gòn, tại sao mình phải đánh Mỹ, bây giờ mình lại chơi với Mỹ? Hoàn toàn sai lầm. Nếu mình không giải phóng dân tộc mà mình không đứng lên hiên ngang như này thì Mỹ và Việt Nam như trước đây là vào để đô hộ chứ không phải là chơi ngang bằng. Và bây giờ Mỹ coi Việt Nam, hai nước bây giờ hòa hiếu với nhau là một đối tác chiến lược với nhau, là ngang hàng chứ không phải như cái thế ngày xưa. Mà chỉ có đạt được cái này khi mình đánh thắng, mình giải phóng bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Cái điều nữa là mình nên nhớ như này. Một bài học qua cái sự kiện này là bài học gì? Là bài học cảnh giác. Bài học tỉnh táo. Khi mình chiến thắng thì mình phải tỉnh táo. Nhưng mình chiến thắng xong mình mất tỉnh táo, cho nên mình trao chứng cho ác là trao toàn bộ đất nước và thể chế của Campuchia cho Pol Pot. Đấy là bài học cảnh giác. Bài học cảnh giác thứ hai là những nước lớn, mình là nước nhỏ, bao giờ ngay trong chiến tranh vệ quốc cũng như là trong hòa bình xây dựng, mình cần phải hợp tác với nhiều nước, trong đó đặc biệt là các nước lớn. Mình hợp tác được với nước lớn thì họ tiềm lực họ lớn hơn thì mình sẽ nhanh chóng có tiềm lực để mà vượt lên. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại như thế thì lại mất cảnh giác thì vô cùng nguy hiểm. Mà khi nước lớn chơi với ta thì ta phải luôn ý thức được rằng họ giúp mình nếu cái giai đoạn nào là vô tư thì tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào họ cũng vô tư. Mà họ giúp mình thì bao giờ họ cũng muốn hướng mình, điều khiển mình theo chiều hướng có lợi cho họ. Và có thể đến lúc nào đấy họ biến mình thành một cái tay sai, tên lính xung kích cho họ. Đấy là bài học cảnh giác mà đồng chí đại tướng Lê Đức Anh nói với anh là người chấp sự thì phải công bố lên để mọi người, các thế hệ hiện nay và sau này luôn luôn cảnh giác và ý thức đây là một cái bài học muôn thuở nhưng mà luôn luôn tươi rói, luôn luôn có ý nghĩa thiết thực. Là chơi với nước lớn lúc nào phải chơi, nhưng mà phải luôn luôn cảnh giác. Mà muốn cảnh giác nói câu đó là dễ, nhưng mà không phải dễ. Là như nào? Muốn cảnh giác được thì mình phải hiểu người ta. Mà hiểu thì lúc đó phải bộ máy, phải tổ chức và phải có những con người thông minh sắc sảo như thế nào để hiểu được đối tượng. Phải không? Để hiểu được đối tượng.
Như vậy là quá rõ là cái sự xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam thì là có cái sự thông đồng của Mỹ và Trung Quốc, là Mỹ là thuê Trung Quốc là 1 tỷ đô, đúng không, để xâm chiếm Việt Nam, để đánh phá Việt Nam. Như vậy thì theo anh là có cái lời nhắn nhủ nào với lớp trẻ là để cái nhận thức đúng hơn, tại vì hiện nay là cái thành phần dân chủ cuội rất với chiêu trò là chống Trung Quốc, là phò Mỹ, là bài bạc đó, là kích động là chiến tranh, kích động là biểu tình để chống phá chính quyền Việt Nam mình. Thì anh có cái lời nhắn nhủ nào để cho lớp trẻ nhận thức đúng hơn, để mà có cái cảnh giác, để mà có một cái sự quyết tâm để bảo vệ cái nền hòa bình này? Cảm ơn em, cái câu hỏi này rất là hay. Anh xin trả lời và tâm sự với tất cả các bạn như thế này. Vừa rồi cái cuộc trao đổi tháng 7 năm ngoái với Đại tướng Lê Đức Anh, nhân anh ra là chấp bút và giúp cho Đại tướng cái bài nhân kỷ niệm 50 năm ngày giỗ Đại tướng Lê Chí Thanh. Thì sau đó có đàm đạo 2-3 buổi với Đại tướng Lê Đức Anh, cũng là một cái dịp mà hai thầy trò là ngồi nói chuyện thoải mái nhau nhất. Thì hôm đó bác anh lần nào gặp bác cũng nhắc đi nhắc lại là lịch sử mình rất là tuyệt vời, thời đại Hồ Chí Minh như này là một vĩ đại, nhưng mà sách sử rồi các xuất bản phẩm, các câu chuyện, các cái băng hình các thứ đã nói được cơ bản nhưng mà chưa nói hết, và có đôi chỗ nói chưa đúng. Thì chú là một trong những người xét xử của quân đội thì có điều kiện là phải nói cho rõ cho hết. Thì nhân đấy và hôm ấy trong tâm thế của Đại tướng rất là vui vẻ thoải mái, thì anh cũng tranh thủ lúc này là trao đổi với Đại tướng. Thế thì anh mới nói này, thưa bác nói như thế thì nhân hôm nay nó vui vẻ thì con cũng xin nói với bác một câu. Là trước đây con cũng may mắn được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cử đi học chính khóa 5 năm của Đại học Nguyễn Văn Nguyễn Du, khóa 4. Thì học nhiều vấn đề nhưng trong đó có một cái cua lịch sử mà trực tiếp là nhà trường mời một trong 4 tứ trụ của ngành sử là Lâm Lê Tấn Vượng ấy, thì là giáo sư Trần Quốc Vượng. Ông ấy giảng cho bọn con hơn 3 tháng trời về lịch sử Việt Nam. Và cái buổi cuối cùng là ông bảo hôm nay không giảng bài nữa, nhưng mà tôi nói chuyện với các anh các chị là những người cầm bút sáng tác viết văn, là tôi sẽ đưa hết gan ruột của tôi không giấu giếm cái gì. Nhiều thứ lắm về Hồ Chí Minh, về các nhân vật của thời đại này và thời đại cận đại, như là 5 con rồng của Việt Nam mà đi tìm con đường giải phóng dân tộc miền Bắc, Hồ Châu rồi Việt Nam Ninh, vâng đó đấy. Và thưa bác, con không bao giờ quên cái câu chốt của giáo sư Trần Quốc Vượng. Giáo sư nói thế này, nó bảo dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng kiên cường, thông minh, dũng cảm. Nhưng mà khốn khổ khốn nạn số phận dân tộc Việt Nam lại sinh ra đứng ngay bên cạnh một anh nó quá lớn, quá xấu, quá lớn, và nó lại quá đỉa giả. Ông ấy dùng cái từ đỉa giả. Tức là nó luôn luôn nhòm ngó và luôn luôn có ý đồ bắt nạt. Trong miền Nam mình gọi là ăn hiếp, miền Bắc gọi là bắt nạt Việt Nam. Nhưng mà ông cha ta các thế hệ trước đây rất thông minh ở chỗ là bình thường thì thực hiện sách lược là hàng phục giả vờ. Hàng phục giả vờ để cho nó, để yên cho mình xây dựng đất nước làm ăn. Nhưng mà khi nó quá đáng, nó chơi xấu mình quá đáng, thì mình nhất tề đứng lên đánh một trận sạch không kình ngại, đánh 2 trận tan tác chim muông. Nhưng ngay sau khi tàn quân của nó thua đau đớn thì mình lại trải thảm đỏ cho tàn quân nó về, mà mình không thể hiện cái hận thù, mình không giết chóc, không thỏa mãn cái thú tính hận thù của mình.
Và ngay sau khi cầm quân nó về thì mình lại thực hiện triều cống. Để làm gì? Không phải mình em, không phải mình yếu, mà mình đánh vào tâm lý của cái nước lớn. Nhá. Thực ra bao cái quả vải với mấy cái ngà voi với cái tấm lụa mà vua Việt Nam là sang triều cống Trung Quốc thì vua Trung Quốc nó chả dùng đâu. Đúng cái câu chuyện của ông Vượng nó nói đấy. Mà nó lại cho cấp huyện, cấp tỉnh dùng thôi. Nhưng mà mình cứ làm thế để nó thỏa mãn cái tư tưởng của cái thằng nước lớn. Và nó không gây hấn mình để mình yên ổn làm ăn xây dựng đất nước. Đấy. Thì khi anh nói cái câu chuyện này với đại tướng Lê Đức Anh thì đại tướng cười và đại tướng rất đắc chí. Có lẽ hai thầy trò cũng đồng điệu với nhau cái ý tưởng này. Cho nên là bây giờ anh nói thẳng vào câu hỏi em vừa hỏi đấy. Cho nên rất nhiều lần các đồng chí bộ chị sang thăm hoặc là làm việc với đại tướng thì bao giờ đại tướng cũng nhắc nhở, mà trong đó ba người đại tướng nhắc kỹ nhất là Tổng Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao. Yeah. Đại tướng nói có hai việc. Một, dặn dò hai việc. Một là bây giờ cái khẩu hiệu chiến lược của đảng mình phát động công cuộc đổi mới là Việt Nam muốn là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và dân tộc. Thấy không? Đấy. Khẩu hiệu chiến lược là như thế. Mình chơi bây giờ với hơn 200 quốc gia và dân tộc. Nhưng đại tướng nhắc là trong đó phải hết sức quan trọng là bên Mỹ và bên Trung Quốc. Yeah. Các chú phải giữ luôn luôn cân bằng, không được nghiêng về bên nào. Khi hơi nghiêng vào một bên là sinh chuyện ngay. Mà bài học đắt giá nhất là Thái Lan ngay bên cạnh mình. Thái Lan khi ông Thạc Sỉn lên thủ tướng, ông nghiêng về Trung Quốc cái lập tức là biểu tình áo đỏ áo vàng đấy. Yeah. Mà chính phủ Thái Lan là liền xỉu, là đất nước Thái Lan chính trị là không ổn định suốt mấy chục năm vừa rồi. Mà trước đây Thái Lan là Singapore là mấy nước là đứng đầu khối Đông Nam Á, đúng không? Thì bây giờ Thái Lan tụt xuống rồi, tụt xuống không phải đứng hàng đầu nữa. À, mà chính vì không ổn định này và chính vì anh trao đảo nghiêng về một bên, cho nên là đại tướng Lê Đức Anh luôn luôn nhắc các đồng chí đương chức là phải giữ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là điều hết sức quan trọng trong sách lược ngoại giao giữ nước. Nói thì dễ nhưng mà làm là khó. Làm là khó. Giữ cân bằng như thế nào? Cho nên em thấy hiện tượng là hôm nay ông Tổng Bí Thư sang thăm Trung Quốc thì vài hôm nữa ông Thủ tướng hoặc ông Chủ tịch nước. Trước đây tướng Trung sang thăm Mỹ. Đấy. Thì đấy là biểu hiện những cái ý lớn thôi. Còn bên trong giao lưu đối ngoại, thỏa thuận ký hợp tác các thứ như thế nào đó, để giữ cái cân bằng này là một cái bài học hết sức đắt giá mà anh nghĩ là cũng thấm nhuần từ cái câu chuyện mà cái truyền thống cha ông từ trước nay. Là mình một đứa nhỏ đối với cái anh quá lớn ở bên cạnh thì mình như thế nào, và cái đối sách như nào là khôn ngoan nhất, là mềm mỏng nhất. Cho nên khi hiện tượng này hiện tượng kia, nhiều người và nhất là bên đài địch trên mạng nó cứ nói láo là ông này theo Mỹ, ông kia theo Trung Quốc. Không có. Đến bây giờ phút này nhá, anh cam đoan với em, khi đại tướng Lê Đức Anh ở với cụ, anh biết còn sống còn minh mẫn đấy, thì không bao giờ xảy ra cái chuyện trong nội bộ và đặc biệt là bộ chính trị, là những cái người đứng ở vị trí cao nhất là nghiêng về bên nào. Không có chuyện đâu. Không có chuyện đâu, không bao giờ có cái chuyện đấy. Còn sau này như nào không biết, nhưng mà cho đến thời điểm này không có cái chuyện mình nghiêng vào một bên nào, mà không có cái chuyện là ông A này thân Mỹ, ông kia thân Tàu, không có. Còn dân mình và một số người nó kích động thì nó thấy Trung Quốc là khó chịu thật, có những các cái hiện tượng. Thì nó xuất hiện tư tưởng là bây giờ muốn chơi với Mỹ và muốn bài đầu. Đấy không? Thì đấy là cái tư tưởng và cái nhận thức tự do của con người. Mình không cấm đoán người ta được, nhưng mà anh em mình có trách nhiệm thì phải nói rõ để dân mình hiểu một cái đạo lý dựng nước, cái nguyên tắc và cái bài học sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ dựng nước
bây giờ như thế nào cho nó hiệu quả, cho nó khôn ngoan, cho nó mềm mỏng, chứ không có cái chuyện là bây giờ bài tàu là thân Mỹ cả. Yeah. Sách lược của mình mà chính sách lược, khẩu hiệu chiến lược của công cuộc đổi mới đại hội 6 phát động nó đúng, cho nên bây giờ nó mới đưa đất nước được cái thành quả ngày nay. Không? Mà đã đúng thì mình phải thực hiện cho nó triệt để. Việt Nam muốn là bạn tốt và đối tác tin cậy cả tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thì mình cứ thực hiện cái đó, không có cái chuyện là bây giờ mình vừa chơi với hơn 200 nước mà tại sao mình lại không chơi với cái nước lớn bên cạnh mình, thấy chưa? Không được, mình phải chơi chứ, mình chơi hai bên cùng có lợi. Còn nhưng mà chơi với cái người đó mình hiểu nó là vừa chơi nhưng vừa phải cảnh giác, mà muốn cảnh giác là phải thông minh sắc sảo. Chứ Trung Quốc thì họ khôn ngoan, họ nhiều thủ đoạn hơn mình, chắc chắn là như thế. Cái thời đại nào vậy thôi. Mà muốn hiểu rõ họ thì mình phải khôn ngoan sắc sảo, và cái khôn ngoan nhất là mềm mỏng, những cái lúc chưa cần thiết phải căng thẳng. Hai ông bạn láng giềng ở với nhau thế thôi, hòa hảo hữu nghị là chính, chứ còn mỗi người một tính làm sao lúc nào cứ như là người yêu với nhau được, đúng không? Nó là thì cái về